đêm chung kết cuộc thi tiếng hát nữ doanh nhân Hà Nội 2014. Thí sinh nào sẽ là người chinh phục được ban giám khảo, bước lên đỉnh vinh quang và trở thành giọng ca vàng của nữ doanh nhân Hà Nội? Câu trả lời sẽ có trong đêm chung kết ngày hôm nay. Những nữ doanh nhân họ là ai? Ngày nay, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và điều hành đang chiếm khoảng 30% tổng số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Đi cùng với số lượng thì chất lượng và quy mô của các doanh nghiệp, của các nữ doanh nhân trên thương trường ngày càng được khẳng định. Khi ra thương trường, họ là những người phụ nữ đầy bản lĩnh, nhưng khi trở về với gia đình, họ lại trở về với hình ảnh những người vợ, người mẹ đảm đang và khéo léo. Bao nhiêu áp lực đè nặng lên đôi vai của các chị, nhưng điều đó không làm nguôi ngoai niềm đam mê phấn đấu và đặc biệt là niềm đam mê với những bộ môn nghệ thuật yêu thích, nơi các chị được thả hồn và cảm thấy được cân bằng cho chính cuộc sống và công việc của mình. Thực ra là xuất phát từ nhu cầu của đại đa số các doanh nhân và những cái người tri thức yêu nghệ thuật ở Hà Thành, cũng như là bản thân tôi cũng là một doanh nhân, thì tôi rất mong muốn có được những chương trình mà đáp ứng cái nhu cầu thưởng thức nghệ thuật thực sự và những chương trình nghệ thuật có chiều sâu. Thực tế là ở Hà Nội cũng chưa có nhiều sân chơi để đáp ứng được cái nhu cầu của đại đa phần những người doanh nhân đó. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi tạo ra một cái sân chơi và họ đến đây như những người bạn để chia sẻ, để giao lưu và là kết nối với nhau bằng nghệ thuật. Nhận thấy sự cần thiết một sân chơi nghệ thuật đích thực cho các nữ doanh nhân, Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Trẻ và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Ngày Mới đã quyết định tổ chức cuộc thi tiếng hát Nữ Doanh nhân Hà Nội 2014. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia của đông đảo các nữ doanh nhân Hà Nội, ngoài ra còn nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các hiệp hội, các doanh nhân từ khắp các tỉnh thành và tạo được tiếng vang lớn. Trái với sự mạnh dạn, quyết đoán vẫn thường thấy trong việc lãnh đạo doanh nghiệp, các nữ doanh nhân đã tỏ ra rất rụt rè, bỡ ngỡ khi đến với cuộc thi. Phần đông trong số các chị đều chưa từng bước lên sân khấu lớn. Nhưng bằng tình yêu âm nhạc và yêu cả những thử thách, rất nhiều nữ doanh nhân đã mạnh dạn tham gia cuộc thi để bước vào một sân chơi lớn và chuyên nghiệp. Hiểu được điều này, ban tổ chức đã tích cực hỗ trợ thí sinh từ những ngày đầu với sự tham gia của hội đồng cố vấn gồm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Đức Long, nghệ sĩ ưu tú Huyền Thành, nhà báo Ngô Bá Lục, giám đốc chương trình Lê Hải Yến, biên đạo múa Thu Hương, nhà thiết kế Giang Châu, nhà thiết kế Anh Thư. Nhờ có sự hướng dẫn của các nghệ sĩ, nhiều thí sinh đã có những bản thu âm chất lượng để tham dự vòng loại. Rất nhiều bản thu đã được hội đồng cố vấn và ban giám khảo vòng 1 đánh giá cao, đặc biệt nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Trải qua 10 ngày bình chọn từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 3, số lượng bình chọn đạt mức rất cao, lên tới hàng trăm ngàn lượt bình chọn, vượt hơn cả dự đoán của ban tổ chức. Đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia với vai trò là người đạo diễn chương trình với các cái giọng hát không chuyên và đặc biệt hơn nữa là các giọng hát là toàn là nữ. Điều này đã khiến cho ban tổ chức và hội đồng cố vấn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết, bởi các chị như những bông hoa xuân khoe sắc, mỗi người có một vẻ đẹp và bản sắc riêng. Cả 40 chị em này quay ngược thời gian trở lại thôi, mà với cái lòng đam mê nghệ thuật này, tôi nghĩ chắc sẽ trở thành những ca sĩ nổi tiếng. Chỉ tiếc là cái nghề nghiệp nó không lựa chọn các chị, nhưng mà bây giờ thì các chị đã là những nhà doanh nhân, những nhà chủ những cái doanh nghiệp, nhưng các chị đã cố gắng để mà tham gia chương trình này. Hầu hết cả 40 chị đều có cái tố chất, có cái lòng đam mê nghệ thuật rất là cao. Tại buổi khởi động vòng chung kết tiếng hát nữ doanh nhân Hà Nội 2014 tại Cúc Phương Resort ngày 17 tháng 3, ban tổ chức đã có một buổi giao lưu với toàn bộ các thí sinh tham dự và đặc biệt là với 15 thí sinh bước vào vòng chung kết. Với kinh nghiệm cố vấn và thực hiện nhiều cuộc thi lớn nhỏ, hội đồng cố vấn và ban tổ chức đã động viên tinh thần và đưa ra những lời khuyên thiết thực cho các thí sinh để chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Tôi rất là vui vì ngày hôm nay có mặt ở Cúc Phương Resort và nhận được tin mình đã có mặt ở trong top 15 người được tham dự đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát nữ doanh nhân Hà Nội 2014. Đây là một niềm hân hoan khi mà biết là mình sẽ được trình diễn vào đêm chung kết với một cái bài hát mà chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho quý vị. Ngày 18 tháng 3 năm 2014, 15 thí sinh bước vào vòng chung kết đã được chính thức công bố với báo chí và các phương tiện truyền thông trong buổi họp báo tại khách sạn Bảo Sơn. Với sự chia sẻ đầy tâm huyết, cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc, cuộc thi đã được giới truyền thông đánh giá cao và tạo ra một sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, không chỉ doanh nhân Hà Nội. 15 thí sinh đã sẵn sàng bùng nổ trong đêm chung kết. Tuy không lọt vào top 15,
các thí sinh còn lại vẫn hào hứng luyện tập cho hai tiết mục bài hát mở màn và kết thúc, góp phần tạo nên sự thành công cho đêm chung kết, thậm chí sẵn lòng tiếp tục thử sức cho năm sau. Để chuẩn bị cho một đêm chung kết quy mô và đầy ấn tượng, 15 nữ doanh nhân đã phải tạm gác các công việc chính của mình để bước vào hành trình luyện tập gian nan nhưng đầy phấn khích trong vòng 10 ngày liên tục. Từ việc luyện thanh và tập luyện ca khúc với các thầy cô đến việc tập luyện với biên đạo và nhóm múa. Chúng tôi luôn luôn cố gắng hỗ trợ các bạn và giúp các bạn thể hiện cái bài dự thi của mình một cách tốt nhất. Thực sự là tôi rất ngạc nhiên khi mà được tiếp xúc với một cuộc thi rất đặc biệt toàn các nữ doanh nhân. Tôi nghĩ rằng đối với thí sinh lần này thì có một cái rất đặc biệt là ai cũng thông minh, ai cũng có cá tính, và nhất là trong giọng hát của họ thì có rất nhiều những cái đặc biệt. Luyện tập phong cách biểu diễn, thử và lựa chọn trang phục với sự tư vấn của nhà thiết kế Giang Châu. Xin chúc các nữ doanh nhân của chúng ta sẽ đẹp hơn, tự tin hơn và tỏa sáng hơn trên sân khấu với trang phục của Central Rio. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng không quên chăm chút cho vẻ đẹp của mình. Sau những buổi tập luyện, các thí sinh lại được các nhà tài trợ dành tặng những chương trình chăm sóc da và thư giãn đặc biệt để giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi. Còn gia đình và người thân của các nữ doanh nhân chính là nguồn động viên tinh thần vô cùng quan trọng đối với các chị lúc này. Cái sở thích về ca hát của vợ tôi, và tôi cũng được nghe tiếng hát này từ lâu rồi, nhưng mà để mà có một cuộc thi thì đây là lần đầu tiên vợ tôi tham gia cái cuộc thi này. Chúng tôi muốn là nhắn nhủ cùng với vợ tôi, cùng với các thí sinh của cuộc thi tiếng hát nữ doanh nhân thì hãy phấn khởi, tự tin và hết mình giành được những chiến thắng. Họ đã làm gì để tỏa sáng trong đêm chung kết ngày hôm nay? Chiếc cúp vàng mơ ước đã xuất hiện tại nhà hát Âu Cơ đêm nay. Các thí sinh hãy bứt phá chính mình để trở thành người chiến thắng.